Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Và hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động, thuộc dạng hàng hiếm tại thị trường Việt Nam. Các bạn thân mến, thì Toyota Fortuner thì rất phổ biến tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là những dòng xe máy dầu số sàn, máy xăng. Nhưng máy dầu số tự động thì từ năm 2018, thực tế mà nói thì từ cuối năm 2018 mới được nhập khẩu về Việt Nam các bạn nhé. Nhập khẩu về Việt Nam. Đây là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động sản xuất năm 2019, tư nhân một chủ từ đầu. Mới đi được có khoảng tầm hơn 3 vạn km, tức là 30.000 km các bạn nhé. Cái mẫu xe này thì các bạn có thể thấy, chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm. Xe được trang bị màu trắng các bạn nhé. Màu trắng ngọc trai là cái màu đắt nhất trong tất cả những cái màu của dòng xe Toyota Fortuner. Bởi cái dòng màu trắng này thì là màu trắng nó sẽ đắt hơn khoảng tầm 8 đến 10 triệu tùy từng loại xe các bạn nhé. Con này thì nó có một cái ưu điểm rất là lớn của dòng xe Fortuner, đó chính là cái mức tiêu thụ nhiên liệu phải nói rằng là cực kỳ hấp dẫn. Đường ngoài đô thị chỉ từ 6,9 lít trên 100 km, trong đô thị là 10,8 lít trên 100 km, và đường kết hợp là 8,3 lít trên 100 km các bạn nhé. 8,3 lít trên 100 km, đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Xe đã được trang bị cái camera lùi rồi các bạn nhé, camera lùi. Đấy. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều các yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị em và các bạn hay không. Đấy, điều đấy là điều vô cùng quan trọng khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng. Đến với siêu thị ô tô Bika Hà Nội thì toàn bộ những cái lo lắng của quý anh chị các bạn thì chúng tôi sẽ cam kết 100% cho quý anh chị các bạn. Đấy, ví dụ như đơn giản như này, các bạn có thể nhìn thấy xe này thì cũng đã được lắp thêm rất nhiều phụ kiện rồi các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ thì chắc chắn là 100% nguyên bản cho các bạn. Nhưng phụ kiện thì thời điểm đấy thì để mà sở hữu được một cái mẫu xe này, đặc biệt là vào dòng xe máy dầu, khách hàng phải bỏ ra cỡ khoảng tầm 100 triệu phụ kiện để có thể trang bị cho các bạn. Ví dụ đơn giản như là cái ốp tay cửa chống xước này, rồi chúng ta có dán phim cách nhiệt chính hãng, chúng ta có vè mưa, đấy, chúng ta có ốp bậc lên xuống mạ chrome. Đấy. Ngoài ra thì ở bên phía trong này thì các bạn có thể thấy có thêm cái ốp bậc lên xuống mạ chrome có đèn, các bạn nhìn này. Đấy, ốp bậc lên xuống mạ chrome có đèn. Đấy, rồi ok. Bên trên này thì các bạn có thể thấy xe đã được trang bị cái ghế da, chân điệu ghế da rồi. Vô lăng lái, bọc da, ốp gỗ các bạn nhé. Và được trang bị cái lẫy chuyển số trên vô lăng, cũng như là được trang bị cái cruise control. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể thấy đối dòng xe này đã được trang bị đầu DVD camera lùi, cũng khá là đầy đủ rồi. Các chế độ lái thì đã có chế độ lái Eco và chế độ lái Power. Hệ thống an toàn thì cũng là đảm bảo đạt tiêu chuẩn ASA 5 sao NCAP, có trang bị hệ thống cân bằng điện tử, cũng như là được trang bị toàn bộ cái hệ thống túi khí lên đến 7 túi khí các bạn nhé. Động cơ thì trang bị động cơ 2.4 và được trang bị cái hộp số tự động 6 cấp các bạn ạ. Hộp số tự động 6 cấp. Các bạn thân mến, thì về vấn đề giá xe thì nếu anh chị em là đang quan tâm đến vấn đề giá xe thì cả đăng ký đối với dòng xe này khoảng tầm 1.2 tỷ. Đấy, tuy nhiên thì dòng xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá nó tiết kiệm hơn nhiều. Xe này đang chào bán ở mức giá là 990 triệu đồng. Và thời điểm này thì hoàn toàn có thể thương lượng được giá. Nếu anh chị em nào đang quan tâm thì cứ mạnh dạn nhấc máy gọi cho chúng tôi, số điện thoại trên đường dây nóng. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào đang quan tâm thì có thể ấn like cũng như subscribe kênh. Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ trả góp đến 70%. Chỉ cần chuẩn bị 288 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0,64% một tháng. Một lần nữa thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh chị các bạn. Chúc quý anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và sở hữu được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn. Bika Hà Nội, siêu thị ô tô hàng đầu Việt Nam.